Chào bạn, có hội viên hy vọng mình đối với cạnh tranh khoa học giữa Trung Quốc và nước Mỹ, đặc biệt là về công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. Đáng tiếc là chuyên nghiệp của mình là khoa nhân văn, cho nên không hiểu biết thông tin tỉ mỉ. Nhưng mà theo tài liệu mà mình có thể tìm thấy, dù là công nghệ thông tin hay công nghệ sinh học, trình độ của nước Mỹ đều là phát triển hơn Trung Quốc. Ví dụ về công nghệ thông tin, kỹ thuật chế tạo chip là không thể thiếu, theo cuốn sách Chiến tranh chip của Chiến Vĩ Mạch của Chris Miller. Một con chip tiêu biểu là được thiết kế dựa trên bản vẽ từ công ty có trụ sở ở nước Anh và thuộc sở hữu của Nhật Bản, có tên là ARM. Về một đội ngũ kỹ sư ở California và Israel sử dụng phần mềm thiết kế từ nước Mỹ. Sau khi thiết kế xong, nó sẽ được gửi đến một cơ sở ở Đài Loan. Cơ sở đó có mua tấm wafer silicon cực kỳ tinh khiết và khí chuyên dùng từ Nhật Bản để cho các thiết kế lên silicon, và những công cụ chủ yếu là do 5 công ty sản xuất. Một cái là từ Hà Lan, một cái là từ Nhật Bản, 3 cái là từ California. Sau khi được cắt, chip sẽ được đóng gói và gửi đến Đông Nam Á để cho kiểm tra, cuối cùng gửi đến Trung Quốc để cho lắp ráp thành điện thoại hoặc máy tính. Nói đơn giản là công nghệ Trung Quốc về chip là nằm trong hạ lưu nhất, chỉ là lắp ráp thôi. Còn về công nghệ sinh học thì dễ đỡ hơn, trong đó công nghệ CRISPR, tức là công nghệ chỉnh sửa bộ gen. Theo báo cáo sự phát triển công nghệ sinh học của Trung Quốc, vai trò của nước Mỹ và sự tham gia của nước ngoài khác của Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ Trung, số luận văn phát biểu về CRISPR của nước Mỹ là cao nhất, thứ hai là Trung Quốc. Nhưng mà trong đó có cảnh cáo rằng sự phát triển công nghệ sinh học của Trung Quốc có nhiều nơi là nhờ vì có hợp tác với các cơ cấu nước Mỹ. Có một điều thú vị là báo cáo này có viết rằng sự phát triển nhanh của Trung Quốc có một phần là vì có quy định lỏng lẻo hơn và thái độ thoải mái hơn đối với chủ đề gây tranh cãi về chỉnh sửa gen. Xin các bạn tự đi từng tầng hàm ý của câu này. Dù sao, chúng ta cũng biết rằng một trong những kỹ thuật tiêu biểu của CRISPR là mRNA. Vaccine của nước Mỹ cho COVID-19 chính là dựa trên mRNA. Cùng Trung Quốc phải đến năm 2023 mới sản xuất được vaccine kiểu mRNA cho COVID-19. Nhưng mà bây giờ công ty đó cũng đã bị phá sản rồi. Tuy nhiên, bây giờ Trung Quốc đã có quyết tâm đưa ra chính sách đầu tư nhiều và thu hút nhân tài cho phát triển khoa học. Tuy bây giờ công nghệ của Trung Quốc vẫn thua nước Mỹ, nhưng mà cũng khó nói trong tương lai sẽ không vượt qua. Dù sao đối với mình, trước khi phán đoán Trung Quốc sẽ vượt qua nước Mỹ hay không, mình thấy chúng ta nên quay đầu xem xét các kỹ thuật hiện tại là được sáng tạo và phát triển dựa trên điều kiện gì. Khi mình Google sự sáng tạo, có tìm thấy một tác giả có tên là Steven Johnson. Trong vòng tiếng Việt có một cuốn sách của ông ấy được phiên dịch ra, đó là 6 phát minh làm nên thời đại. Cuốn sách này cũng có phiên dịch tiếng Trung. Nhưng mà sớm hơn cuốn sách này 4 năm, tác giả này cũng đã xuất bản một cuốn sách có tên là Ý tưởng hay đến đỡ đấu, lịch sử tự nhiên của sự đổi mới. Cuốn này có phiên dịch tiếng Trung, tiếng Việt thì không có. Tại vì cả vùng tiếng Việt và vùng tiếng Trung đều có phiên dịch cuốn sách của ông ấy, cho nên mình thấy ít hay nhiều quan điểm của ông ấy là đáng tham khảo. Sau khi mình đọc hết hai cuốn sách này, mình thấy cũng không có quan điểm kỳ lạ gì cả. Thật ra cũng là nhất quán với hai tác giả nổi tiếng, đó là Yuval Noah Harari của Lịch sử loài người và Jared Diamond của Sống, Bị Trộm và Thép. Ý tưởng của họ là khi một nơi có tụ tập càng nhiều thông tin và đưa ra càng nhiều phản hồi cho vấn đề thì sẽ càng nhiều khả năng có sức sáng tạo và đột phá kỹ thuật. Mình thấy quan điểm này cũng không có gì cao siêu. Chẳng lẽ là trên thế giới này có một nơi mà ít tiếp xúc và giao lưu với môi trường bên ngoài, nhưng mà tự dưng có sức phát minh đột phá? Nếu có ai có ý tưởng như vậy, mình thấy tốt hơn là nên trực tiếp đi tin vào ma thuật. Dù sao, tác giả Steven Johnson có đưa ra một ý tưởng nhất quán cho rằng, nói chung, sự sáng tạo không phải là xảy ra trên một cá thể thiên tài riêng, mà là một nhóm người với 6 điều kiện nhất định. Điều kiện thứ nhất là mạng lưới rộng Liquid Network. Nói đơn giản là có một mạng lưới là trong đó có nhiều người tinh thông nhiều kiến thức khác biệt, và kiến thức của họ có thể tự do giao lưu với nhau. Vì vậy kích thích ý tưởng với nhau có khả năng cao làm người sinh ra ý tưởng mà người ta chưa từng nghĩ tới trong quá khứ. Tại vì trong mạng lưới này, người ta là luôn luôn sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng mới. Vì vậy cũng có khả năng cao là muốn thực hiện ý tưởng mới này trong hiện thực, không ngại đó là không phù hợp với khuôn mẫu mà người ta đã làm quen. Theo tác giả Steven Johnson, mạng lưới rộng này chỉ có khả năng xuất hiện trong thành phố mật độ cao và giáo dục tương đối phổ biến. Đó mới có điều kiện truyền bá kiến thức và thông tin một cách rộng rãi, ví dụ trong thành phố của Đức Ý vào thời đại Phục Hưng. Nếu là trong thời Trung Quốc chỉ có những thầy tu trong giáo hội mới biết chữ thì đó là mạng lưới chắc rắn, tại vì những thầy tu chỉ sẽ ghi chép và truyền bá những thông tin mà phù hợp với khuôn mẫu tư duy của họ, tức là tín ngưỡng Kitô giáo. đó sẽ không tạo nên sự kích thích ý tầm mấy.